quý vị, chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay vừa ghi nhận vụ hành hung gây phẫn nộ trong dư luận xảy ra tại một chung cư thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nhóm gồm 9 thanh niên đã đến tận căn hộ chung cư để đánh đập một cô gái, mặc cho rất nhiều người xung quanh ra sức can ngăn. Sau đây là những hình ảnh mà Camera Nóng ghi nhận được tại hiện trường vụ việc. Theo hình ảnh từ camera nên ghi lại, một nhóm đối tượng gồm 9 người đã gõ cửa nhà người phụ nữ sống tại chung cư. Khi người phụ nữ này bước ra ngoài, nhóm đối tượng bất ngờ lao tới nắm tóc, đánh đập liên tục khiến người phụ nữ không kịp chống trả. Không dừng lại ở đó, nhiều hàng xóm xung quanh khi nghe thấy tiếng ồn ào cũng đã mở cửa ra để can ngăn. Tuy nhiên, họ cũng đã bị nhóm người này đuổi đánh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 30 tháng 6, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai thông tin. Đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc cô gái trẻ bị hành hung tại khu đô thị Thanh Hà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong làm ăn. Với vẻ ngoài sang trọng đi xe máy đắt tiền, thế nhưng vẻ ngoài lại không đi kèm với hành động. Một nam thanh niên đã sử dụng lớp vỏ bọc đó để thực hiện hành động hết sức phản cảm, khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp đoạn camera sau đây. Sự việc xảy ra tại một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện hai bé gái đang đi bộ ra đầu hẻm, nam thanh niên này đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại. Hắn chạy xe thẳng vào trong rồi quay đầu xe ngược lại ngồi chờ hai bé gái quay trở vào. Sau đó, khi phát hiện hai em đi vào lại, hắn đã nhanh chóng cho xe di chuyển và thực hiện hành vi của mình. Quá bất ngờ, lúc này hai bé gái cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Rất mong qua vụ việc này, các bậc phụ huynh cần để ý đến con em mình nhiều hơn nữa, tránh để các em đi một mình trong đêm tối hoặc ở những nơi vắng vẻ, không người qua lại, để tránh trở thành con mồi cho bọn trộm cướp và những tên yêu râu xanh. Tiếp tục chương trình là một tình huống liên quan đến giao thông. Camera Nóng vừa ghi nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chỉ vì sự bất chấp trong giây phút đã dẫn đến cái kết đắng cho chính mình và người thân. Theo đó, một chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một người phụ nữ, một bé gái khi tới ngã tư Bình Thuận thì vượt đèn đỏ. Hành vi này dẫn đến va chạm với xe tải và một xe máy khác đang cùng băng qua đường. Sau pha va chạm rất mạnh, chiếc xe máy lao về phía trước, còn những người trên xe ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến 4 người trên 2 xe máy bị thương, trong đó có một bé gái bị thương rất nặng. Hình ảnh từ clip một lần nữa là bài học xương máu cho những ai vượt đèn đỏ.